Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Best shop của Khang ha, một người em trong giới bò sát của mình ha. À, cũng là một cái đại lý VIP của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì Khang cũng có chơi bò sát, LG, Fettel có, yeah. Luton, anh thấy có Tegu, Sunkata, Iguana, BD, nói chung là tờ lơ dơ luôn. Anh da đen là nuôi cặp này đúng bài rồi đúng chưa? Nếu gặp con nào đen là mình khoái. Cái màu đen nó đen mung luôn các bạn. Các bạn biết trái xay không? Cái trái mà cái vỏ nó mịn mịn như có nhung á. Đó thì cái màu nó y vậy luôn á, đậm hơn luôn. À, đây là lần đầu tiên mà khán giả trên kênh anh thấy con này. Ồ, từng bé là chỉ có một phiên bản duy nhất thôi đúng không? Không có sản xuất hàng loạt hả các bạn? Những cái này là vẽ tay hả? Dạ đúng rồi. Chắc là vẽ tay. À, chủ pet shop này cũng là dân nuôi pet, dân yêu thương động vật cho nên là mới cho ăn sang cái này các bạn. Con mâm này cũng tiền không á. Chứ không phải đơn giản đâu. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình tới cái pet shop của Khang ha, một người em trong giới bò sát của mình ha. Đây các bạn. Đây cũng là một cái đại lý VIP của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. À, nhưng mà có thể ship được toàn quốc luôn. Ở đây thì có đầy đủ tất cả các loại phụ kiện cần thiết luôn. Thì Khang cũng có chơi bò sát, cũng khá là đa dạng các bạn. LG, Fettel có, dạ, Luton, anh thấy có Tegu, rồi Sunkata, Iguana, BD, nói chung là tờ lơ dơ luôn. Thì sẵn ngày hôm nay là sang, quên lộn, Khang nói là hết hàng cái chai xịt VIP rồi. Sáng ngày hôm nay mình đi giao cho Khang cái chai xịt VIP đó để lát Khang ship cho người ta. Thì sẵn đó mình quay cái clip cho các bạn coi luôn. Rất là nhiều phụ kiện xịn ha. Nói chung ở đây là phụ kiện xịn không à. Hàng chất lượng cao không à. Ok các bạn, rồi đợi chút. Hồi sáng anh hôm qua em nói anh đem em 30 chai. Dạ đúng rồi. Xong rồi sáng anh đi qua bên chỗ của Lì, bên cá săn mồi cá lóc á. Thì thấy bên Lì cũng có nuôi Igu mà đang bị nấm. Dạ. Thôi anh lấy 2 chai ra anh tặng luôn, cho nên là giờ giao em 28 chai thôi. Dạ được anh. Ok em, để đây lát em sắp xếp lên ha. Dạ ok. Để các bạn, mùa này là mùa mưa nấm, cho nên là cái tình trạng các bé Igu nó rất là dễ bị nấm ha. Thì cái chai này nó phát huy tác dụng rất là tốt, nó phòng ngừa bị nấm, nếu mà có nấm nó điều trị nấm, đồng thời nó là lotion dưỡng da giúp cho da của Igu lúc nào nó cũng có cái độ ẩm tốt hết. Độ ẩm tốt thì nó sẽ mau lột thì đồng nghĩa với lại là mau lớn. Thì cái mẫu mới này mình có đổi cái nắp chai nó màu đen này ha các bạn. Đó, thì cũng có nhiều bạn thắc mắc thì sẵn đây mình thông báo luôn. Cái nắp chai màu trắng thì nó hết hàng rồi, mình sử dụng cái nắp chai màu đen ha. Đây là cái mẫu mới. À, đúng hàng chuẩn luôn. Có cái tem, có thêm cái tem để mà chống hàng giả đồ này nọ ha các bạn ha. Ok. Rồi. Đây là khu vực để VIP đó. Này dành cho 1 mét trở lên nè, này sẽ baby hạt nè, baby bột nè. Cái này là 7 ít tới 1 mét nè. Ở trên này có các loại canxi của các hãng Zoom Med đồ nổi tiếng trên thế giới. Superbug. Đó. Này Exotera. Ok em, rồi. Mời em giới thiệu cái shop của mình với. À, trước tiên là chào anh Nam. Hello. Với chào mọi người. Thì mình là Khang shop AK Reps Home. Thì mình bán tầm được khoảng 4-5 năm rồi. Thì có thâm niên rồi đó. Dạ, nhưng mà em bán thì cũng đi lên từ từ thôi. Bán từ online lên. Thì hiện tại thì shop em chuyên về tất cả các dòng bò sát, nhất là về rồng Úc nè, Igu, ruột cạn. Thì ngoại trừ bên chăn rắn và côn trùng thì em sẽ không có chuyên bên đó lắm. Ngoài ra thì có set up chuồng trại này kia cho anh em được. Ok. Hồi sáng anh bên chỗ A Lì luôn thì chỗ nghe em đã nói là đó giờ cũng mua phụ kiện bên em không à, Hiếu không ta? cũng mua phụ kiện bên em không à, mà nói là lý do là tại vì em tư vấn rất là tận tình. À, thì cái phụ kiện của bò sát các bạn nó có mục đích sử dụng, đôi khi nó sẽ không có giống những cái loại bét khác, cho nên là cái người bán người ta phải có cái sự tìm hiểu nhất định về cái công dụng của cái phụ kiện đó, phù hợp với cái dòng nào, tại sao phải sử dụng nó, sử dụng nó vì mục đích gì. Thì quan trọng là cái pet shop phải có cái độ am hiểu về cái loại phụ kiện đó, cái nhà sản xuất đó, để mà giới thiệu cho cái người chơi sử dụng chính xác cái loại phụ kiện nào thì cái con bé nó sẽ tốt hơn đó, và nó gọi là nó chi phí đồ này nọ nó ổn hơn là cứ mua tùm lum tà la nhưng mà lại sử dụng không đúng mục đích thì nó cũng không có lợi có hại, mà không có lợi gì cả, nhiều khi nó còn có hại nữa. Ok các bạn ha. Rồi thì bây giờ em giới thiệu đi, em giới thiệu cho mọi người coi là
ở đây thôi mình nói về bét đi, nói về bét đi, một lát mình sẽ nói về phụ kiện, thì cái sẵn qua từ con bét đó thì nên xài cái loại phụ kiện nào. Dạ ok. À, ok em, LG thì... trước đi, bắt dạ, đầu từ LG đi. À, có hai nhóc này dễ thương, có hai bạn nữ này dễ thương ha. Nữ mèo chó với rồi. Mèo rất là dễ thương, này là bạn Alaska, trong khi có bạn Samoy. Đó, rất là dễ thương luôn. Thì một lát sẽ có clip riêng cho mấy em qua khôi này ha. Nịnh nó xạ luôn, mới gặp mà nịnh. Trời bu tùm lum. Con này thích chui hán lắm nha anh. Thích chui hán hả? Anh ở nhà cũng có con đó, thích chui hán. Mà anh này anh ganh tị. Hồi nãy các bạn trắng kia lại liếm liếm mình chơi mình là anh nhảy tới, anh nhào tới, anh đẩy ra. Anh chen chân anh vô. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình ngồi xuống hả? Ngồi xuống dạ. Hay là... Ok. Em phải kêu tụi nó vô trước. À. Rồi. Bắp cái gì có thân không? Bắp. Có thân không mà làm như thân lắm vậy. Dính. Chị này chiều nay 2 giờ nghe Khang chia sẻ là 2 giờ sẽ được đi phối. Đây là bạn nữ ha. Bạn cái. Đó, 2 giờ sẽ được đi phối giống. Đó. Rồi chúc mừng mẹ tròn con vuông nha. Thấy chưa? Mặt ngáo quá sợ. Dễ thân quá ha. Rồi vô mấy anh làm việc xíu rồi. Bắp ơi. Vô mấy anh làm việc cận lát tới anh sẽ quay riêng cho cưng. Bắp nè. Bắp. Trời. Giỡn chơi mày. Ừ. Ê, dạ. Ừ các bạn. Trời, le tùm lông luôn, lông tà le luôn. Áo đen là dính dữ lắm không. À bây giờ nói trước về mấy bé thường thường trước đi ha. Ok. Dạ. Thì đó giờ em chơi chuyên nhất là về Leopardico. Leopardico. Dạ. Leopardico là em rành nhất trong mọi sát. À để em coi. Bé này thì là electric nè. Ồ, đẹp chưa? Bé này thì tầm vài năm trước thì cái gen của nó vẫn hot. Nó vẫn nổi nhưng mà hiện tại thì anh em sinh sản nhiều rồi nên là nó cũng kiểu hơi tràn lan tí. Tràn lan rồi, rớt rồi. Còn những màu thường thường như là mấy bé này. Màu đẹp quá các bạn. Đây em có một bé cái dòng này mắt nó trắng vậy luôn ha em. Dạ đúng rồi. Nói chung là mắt thì tụi Leopardico này nó nhiều màu lắm luôn á. Ừ. Mà cái màu nó sang đẹp quá, nó hồng hồng. Em có vài bé baby của bé nữa nè. Ồ cái mắt nó trắng. Nhìn nó ngầu lắm các bạn, nhìn nó ma mị lắm. Bé này là baby của bé đó. Ồ baby. Ồ baby nó có sọc mà lớn lên nó mất sọc hả ta? Dạ đúng rồi. Nói chung là size tầm này nó sẽ chưa có cái màu cố định đâu, nó còn thay đổi màu tí. Ồ. Và cái đuôi nó đỏ, đỏ cam luôn ha, đỏ rực luôn. Thì cái dòng Leopard Gecko này á, trên cái người nó có những cái nút gai này nó gọi là nó dày hơn, nó nổi cộm hơn so với dòng Fettel, đúng không? Dạ, Fettel thì cái da nó mịn hơn. Dạ đúng rồi. À, cái hộp á nó ít nút sần hơn. Có một bé Fettel đây. Đó, đây là bé Fettel. Fettel thì nó nhỏ hơn LG. À, dạ hơn. Không, Fettel có những bé nuôi lâu nó cũng mập bự lắm mà. Mập bự lắm dạ. Ha. Mà cái đuôi của nó nè các bạn, đuôi nó mập hơn. Đuôi nó mập và ngắn hơn. Dạ đúng rồi. Hồi trước thì em có mấy bé bự nhưng mà bị con quỷ mèo nó quất chết. Ơi ơi. Con mèo em nó quậy. Em có sinh sản được Fettel chưa? Dạ có. Đồ. Em có sinh sản Fettel rồi. Hay quá. Anh nói nó hơi khó chịu hơn là tụi LG đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi Leo bác cái em còn một dòng Gecko nữa. À. Cái dòng này là thằng lằn mắt ếch. Là Frog Eye Gecko. Thì thằng dòng này nó nuôi bầy đàn được. À nuôi bầy đàn được. Dạ. Da nó cũng khác tụi kia luôn. Da nó láng hơn, mượt hơn, mịn hơn. Ồ. Đúng rồi các bạn. Nhìn nó những cái chấm chấm này thôi nhưng nó mịn hơn luôn. Nó nhìn tưởng là hộp hộp nhưng mà nó mịn hơn cả Fettel luôn á. Này gọi em là mắt ếch hả? Em nuôi được 4 năm mấy rồi đó. Ồ. À, có một cái số bạn thì bị cái sợ thằng lằn. À, lý do sợ thằng lằn là mình có hỏi là mình có một người quen cũng lớn tuổi rồi rất là sợ thằng lằn, mà mặc dù tướng rất là bự con nha, bự con hơn mình nữa mà sợ thằng lằn đó. Thì mình hỏi tại sao, người ta nói là gờ cái da nó lạnh lạnh, nó nhìn thấy ớn ớn. Cái da con này đúng, da con này là giống da con thằng lằn mình nhất. Dạ, đúng rồi, đúng không? Y chang luôn. Nó mịn mà nó mát, nó mịn mà nó mát nhất.
Con này massage cho em. Dạ massage rồi đó. Cái bé này được 4 năm mấy năm tuổi rồi. 4 năm mấy năm tuổi. Tuổi này nó tuổi thọ được bao lâu ta? Em nghĩ chắc cũng tầm mười mấy năm. Mười mấy năm. Dạ. Gọi là thằng lằn mắt ếch. Dạ đúng rồi. Con này gốc nó ở đâu ta? À, gốc con này em không nhớ lắm. Nhưng mà tuổi này thì sống sa mạc. Sống sa mạc. Gốc ở đâu thì em không nhớ lắm. À, con này mắc không em? Con bé này thì hiện tại rẻ lắm mà. Tầm khoảng 350-400 một bé à. Ồ dễ chơi quá. Và màu sắc của nó thì không có đa dạng như cái tụi Leopard Gecko. Nó có mấy màu? Hiện tại thì em thấy duy nhất có một màu này. Ồ. Chắc có vẻ là nó ít cái mọt quá cho nên là nó cũng giá trị nó chưa. Yeah. Nhưng mà đôi khi là nó chưa được khai phá thôi các bạn. Có nghĩa là nó có những cái mọt mà nó chưa xuất hiện ha, trong tương lai là nó sẽ được khai phá. Giống như hiện giờ mấy cái dòng chăn, dòng Leopard Gecko này là được coi như là cái mọt của nó là được coi như là gọi là vô biên luôn rồi. Yeah, quá biên. Nhiều luôn rồi. Đó, thì giờ sắp tương lai thì chắc là sẽ có những cái mọt của những cái bé mắc ếch này. Với lại phát teo cũng chưa nhiều lắm đúng không? Dạ phát teo hiện tại thì chắc cũng phải tầm 50-60 á. 50-60. Dạ. Ờ, leo bát thì mấy trăm rồi. Chưa là gì so với leo bát. Leo bát anh nghĩ tới mấy ngàn chứ mấy trăm. Dạ. Quá nhiều. Quá nhiều. Quá nhiều luôn. Nó gà mới liên tục. Tụi này em có sinh sản thử chưa? Mắc ếch. Tụi này ở Việt Nam em chưa thấy ai sinh sản được. Chưa ai sinh sản. Nó có đẻ nhưng mà trứng nó toàn bị vỡ, anh em nuôi là toàn bị vỡ chứ nó hư mà không ấp được. À, uổng ha. Chưa thấy ai sinh sản được. Đây là gì? Leo bát luôn. Bé đó là Snorada, là cũng một trong mấy dòng cơ bản. À. Còn nếu mà dòng cao cấp thì hiện tại em có hai bé Black Knight ở đây nè. Ôi, cái bé đen này đẹp quá. Hai bé Black Knight này là xịn sò nhất hiện tại bên em rồi. Wow. Này được cặp không em? Dạ hai bé này cái á. Hai bé này cái hả? Thì em chưa tìm được. Ồ. Tại được anh em giữ kỹ quá. Ồ, ồ. Cái này đực lại hiếm hơn là cái hả? Dạ tại vì thường tụi này một đực đó có thể phối nhiều cái anh. À. Nên là thường anh em giữ đực không à, anh em chưa có bán ra được. À. Nên là đực nếu mà kiếm thì hơi khó hoặc là phải nhập về. Ừ. À, đối với lại Igu mình á là trừ khi chơi đẹp ha, chơi đẹp có nghĩa là mình chỉ có nhu cầu nuôi một con đực để cho nó gồng cái show đẹp thôi chứ còn không có nhu cầu sinh sản. Còn nếu mà nhu cầu sinh sản á, đối với dòng càng cao ấy, thì con cái nó sẽ giá trị hơn con đực. Dạ, mắc hơn. Mà thường thường người ta sẽ giữ con cái là người ta ít có chia. À, đen thùi lùi luôn các bạn. Này phải nói đúng không? Hai bé này là sinh sản Việt Nam đúng không? Sinh sản Việt Nam luôn. Việt Nam thì có một bạn sinh sản Black Knight nhiều lắm. À. Là bạn Phát Nguyên Vĩnh. Thì bạn nó sinh sản được kỳ nhiều. Ồ, anh có nghe nói tới bạn đó. Dạ. Lúc nào rồi qua bển liên hệ với bạn đó quay. Nghe nói cũng bạn dữ dằn. Vừa bên Trang Bon, vừa bên Leopard Gecko luôn. Ồ vậy hả? Teo luôn. Hay quá. Dạ, nhiều lắm. Trang Bon thì mấy anh em anh cũng biết. Dạ. Anh da đen là nuôi cặp này đúng bài rồi đúng chưa? Cứ gặp con nào đen là mình khoái. Nó cái màu đen nó đen mung luôn các bạn. Đen mà nó cái này nó giống màu các bạn biết trái xay không? Cái trái mà cái vỏ nó mịn mịn như có nhung á. Đó thì cái màu nó y vậy luôn á, đậm hơn luôn. Ồ chết cha, lát anh không biết con nào chuồng nào. Dạ chuồng nào cũng được. Không được hết hả? Dạ. Đen mung luôn. Con này khi mà em nuôi lớn thì một thời gian nữa nó còn đen được không ta? Nghĩa là lớn hết cỡ nó đen không hay nó lọt lại? À, cái này thì phải tùy, hên xui mình không biết được. À. Nhưng mà nếu mà cỡ này thì em nghĩ là sẽ đen nữa. Đen nữa. Dạ. Còn có những bé mà nó không đen á là tầm nhỏ hơn cỡ này là nó sẽ bung vàng lên. À có nghĩa là gen nó không đạt. Dạ đúng rồi. Thì khi nó full đen vậy cái bụng nó có đen luôn không ta? Hay là em, nó trắng? Em chưa thấy con nào full đen. Chưa. Nhưng mà cái bụng full đen chắc cũng mắc à. Mắc à. Dạ. Bởi vì chơi mấy này nó người ta chọn những cái kiểu hình mà nó độc đáo thì cái kiểu hình nó do cái kiểu gen nó sẽ quyết định ha các bạn ha. Cái đuôi nó nè. Đẹp. À, những bạn nữ, những bạn trẻ con á, mà muốn tìm hiểu về bò sát thì thường là chọn những bé này đầu tiên. Bởi vì nó dễ tương tác ha. À, nó dễ tương tác. Và nó giờ đã thấy nó thấy cưng nữa các bạn. À, cái khúc mà hay chụp mấy cái tấm hình mà mấy con này nó liếm mép nó, lúc nó liếm đồ á, liếm lên nhìn nó dễ thương ha. Thằng lần cười đó đó. À, trên mạng cười. Hay hot với cái đó. Ừ. Ok. Rồi còn bé nào show khoe nó. Ủa anh đây thấy có mấy cái ổ trứng gì ta? Dạ, em đang ấp út. Em đang ấp rồi út. Đang ấp rồi út quá hả? Đúng rồi. Ok. Em lấy ra anh xem. Trứng này em ấp được khoảng một tháng, tầm một tháng.
Rồng Úc thì nó cũng sáu mấy bảy chục ngày hả? Dạ tầm đó anh. Nó cũng khoảng tầm 40 mấy ngày đổ lên. 40 mấy ngày đổ dạ. lên. Đây các bạn, cái khay nhựa đó, cái khay, cái đất ấp ở dưới á, là nó có tác dụng nó cung cấp ẩm ha, nó cung cấp ẩm lên. Thì ở bên mình thấy Rồng Úc với LG do trứng nó còn nhỏ cho nên nó, các bạn hay sử những cái dụng những cái khay nhựa này nè, nó thông ở dưới đáy thì cái hơi ẩm nó vẫn bốc lên được, nhưng mà cái trứng nó không có tiếp xúc trực tiếp với là cái đất ẩm, nó sẽ tránh bị móc đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là trứng của dòng gì? Dạ đây là bé này. Bé này là gen gì? Bé này là Hybo Leaderback Orange. Hybo Leaderback, Leaderback là cái da nó mịn hơn các bạn, da dạ, nó ít gai hơn. Dạ nó ít gai hơn. Này bé cái hả? Dạ bé này cái. Đấy. Là em nó chơi được như đây trứng. Dạ. À em còn 3 trứng chậm nữa. Còn 3 trứng này là hầm bữa 19 trứng. Mà 19 hư hết trứng. Loại trứng nè. Dạ. Cái trứng nó chút xíu các bạn nè. Nó bằng chắc cỡ 1/3 trứng igu ha, cỡ lóng tai mình. Cái trứng này cũng mềm mà đúng không? Để dạ, đúng rồi. Nó y, em thấy nó y chang Leopard Echo luôn á. Dạ. Từ từ nó mới căng ra, nó to hơn. Dạ. Đậy nắp kính để mà tạo độ ẩm ha. Có đục những cái lỗ nhưng mà rất là nhỏ, có 4 lỗ nhỏ xíu à. Đây là đất ấp. Rồi đất ấp này em xài loại nào mà nó có ánh và quang người ta? Em xài đất ấp nâu á. Đất ấp nâu á. Dạ. Nhưng mà hình như trong cái này nó có cái chất gì em biết mà nhìn nó như kim tuyến vậy. Đúng rồi, dạ. Đó nè, ánh và quang kim tuyến nè. Đất nâu anh cũng có xài nhưng mà chưa thấy loại này. Ok. Này ấp đường tháng rồi, vậy là cũng dạ, coi như hơn nửa đường rồi. Dạ đúng rồi, hơn nửa đường. Cũng sắp ra. Sắp ra sản phẩm rồi. Em có con cặp BD thôi ha. Dạ BD hiện tại em có con cặp à. Mấy bé dạ. Trước đó thì em có chơi bên Zero á mà em bán hết rồi. Zero khó nuôi hơn đúng không? Nó hơi yếu hơn. Dạ đúng rồi. Rồi trước em có một bé Zero được với hai bé Zero cái. Em bình để sinh sản. Nhưng mà bé được bị ngủm. Đúng. Thế xong rồi em gả hai bé đó, hai bé cái luôn rồi. Ok. Dễ thương. Ô bên này còn thằng lặn gì ta? À em còn 22 chuồng này là em để mắc ớt luôn á. À cũng mắc ớt luôn. Dạ đúng rồi. Bé ở dưới đây là em có một bé lưỡi xanh nè. Ok, cho anh coi lưỡi xanh. Dạ. Bữa giờ đi quay cho mọi người hoài nhưng mà chưa gặp bạn nào nuôi Pluton ha, để mình nhờ Khang bắt Pluton ra cho bạn coi. Đó. Ồ kết mấy bé đen này quá. Đen đẹp quá. Chơi con đi anh. Bây giờ ông thật sự nhìn con nào thì mình cũng mê các bạn. Nhiều anh em nói giao lưu tình cảm chia sẻ nhau, anh Nam nuôi con này không, em tặng anh Nam nuôi này nọ. Nhưng mà thật sự mà nói luôn á, mình thì dòng bét nào mình cũng có cái mê nhất định hết. Nhưng mà hiện nay là đầu óc mình chỉ tập trung cho Igu hết các bạn. Mê mẩn con Igu, chăm qua mấy dòng khác nó cũng không có gọi là nhiều cái nhiệt huyết lắm để chăm. Còn đối với con Igu á, mỗi lần mình muốn làm việc với nó, mình tương tác vô là mình thích quan sát cái hành vi và trong đầu mình đâu nó nhảy số và ghép cặp con này với con này để tạo ra cái gì giữ bộ gen nào. Thì trong đầu mình hiện nay là chỉ coi như là Igu và rùa cạn thôi đó. Chứ còn bé thì anh em tặng nhiều lắm, anh em nói anh Nam nuôi em tặng cho quá trời luôn mà chăm không xuể. Ok các bạn, đây là một bé Pluton, tức là con lưỡi xanh á. Ok em, đây là lần đầu tiên mà khán giả trên kênh anh thấy con này. Thì bây giờ em có thể em giới thiệu cho các mọi người biết về cái xuất xứ, rồi cái cách chăm sóc, rồi ăn uống tập tính nó như thế nào với mọi người không? Massage rồi sao không? Dạ, yeah. Xuất xứ của dòng này thì thiệt ra là em không biết luôn. Dạ, yeah, tại em không có chuyên dòng này. Việt Nam mình cũng không có chuyên nghiệp về dòng này nhiều. Nên là cái lực xuất hiện của con này ở Việt Nam là khá là hiếm. Mấy những người mà em nuôi dòng này thì em biết được tầm khoảng 4 người thôi. 4 người. Dạ. Yeah. Còn cái mọt của con này thì em cũng không rõ luôn. Bé này thì em nuôi được tầm 4 năm hơn. Bé này thì là cái, hồi đợt em có nuôi một bé được nữa. Mà bé được nuôi thì lúc mà em vận chuyển nhà nó bị sốc nhiệt nên bé nó đi rồi. Còn bé cái thôi. Hình như anh thấy Mr. Bass có nuôi này. Dạ đúng rồi. Nuôi đẻ luôn á, phải không ta? Đẻ thì em không biết. Không biết hả? Hồi đợt anh Hoàng anh cũng có hỏi em chừng nào mà gả nhà anh. Bé này cái hay. Còn ăn uống thì nó dễ lắm, bé này ăn kiểu ăn tạp luôn ấy. Ăn tạp luôn. Ăn ba tê cháo mèo nè, ăn rau củ quả dán dế sau bé này ăn hết. Có ăn rau cải đâu. Dạ ăn hết. Ăn hết luôn, vậy là ăn tạp luôn rồi. Nhưng mà dễ nhất là ăn cho ba tê cháo mèo. Ba tê cháo mèo. Dạ đúng rồi. Bên nước ngoài thì người ta cũng làm mấy cái ba tê tự làm, người ta xay cho ăn luôn. Con này nó massage cỡ nào ta?
À, bé này nếu mà massage thì có thể to hơn tí nữa, dài okay. hơn tí, lại mập và đô hơn chút. Đô hơn dạ. chút. Mà cái dòng này nó ngộ cái là ha, tứ chi của nó rất là nhỏ so với cái mình đó các bạn ha. Chân có chút xíu à, tay chân có chút xíu à. Và anh nhìn nó đại loại giống như là ví dụ như Igu đi thì ở Việt Nam nó có con kỳ tôm nó giống giống. Dạ. Còn con này Việt Nam nó có con rắn mối, à, nó giống giống. Nó giống giống các bạn, giống giống rắn mối của Việt Nam mình mà nó thuộc dạng nó size to lên. À. Bé này thì hình như bên Úc nhiều lắm anh, bên nhiều. Úc là bò đầy đường luôn ấy. Bò đầy đường luôn. À, để mình coi, mình canh bé nó lẻ lưỡi ra cho các bạn coi là nó tại sao gọi nó là Pluton. À, cái lưỡi nó màu xanh dương đó, à, thấy không, lưỡi nó màu xanh dương, cái họng như cái họng nó xanh xanh nòm luôn á. Dạ, nó màu xanh xanh đỏ đỏ đó, họng nó xanh nòm luôn, rất là ngoan. Bé này nuôi có chú ý độ ẩm hay gì không? À, bé này thì nuôi dễ, à, đèn đớm cũng không cần quá nhiều. À. Nhiệt độ thì cứ tầm khoảng 30-32 là bé nó sống ổn. À. Độ ẩm thì thoải mái luôn, mình muốn tắm ngâm nước thì cũng được hết, thoải mái. Nói chung đây là cái dòng trâu ha. Dạ đúng rồi, trâu bò dễ nuôi. Trâu khỏe, dễ nuôi. Lót chuồng thì bé này một là mình lót giấy, hai là mình lót mấy cái cù bắp gỗ thông rồi cho nó dễ vệ sinh. Còn cái này cát của em bị cát trắng là tại vì cái chuồng ở trên đây nó bị nứt nè. À, nứt cái nó rớt cát xuống. Dạ đúng rồi. Ồ vậy có sợ bé nó liếm tắc ruột gì không ta? Dạ không, em mới bị mấy bữa rồi em dọn liền. À, không sao. Cho ăn được cũng cho ăn bên ngoài cho nó an toàn. Bé này như trong tự nhiên nó cũng đào hang đồ này đó. Ừ. Bé này bây giờ bé này đẻ con luôn nha. Bé này không à, đẻ trứng. Đẻ con chứ không phải đẻ trứng ha. Nó cũng là thuộc trứng mà nhưng mà nó ấp ở trong người nó. À nó ấp trong người ra luôn. Con rồi nó đẻ ra luôn. Hay quá ha. Trứng đẻ ra trứng nhưng mà trứng được ấp trong bụng luôn, dạ, tới lúc nở là nở ra con. Dạ. Ồ nghe hay vậy bạn. Nghe nó mới nói là đủ thể loại hết ha. Bé này là bé cái. Dạ bé này cái. Ồ bé này đặc biệt á các bạn, là cái vảy nó xếp che cái hậu môn luôn ha. Dạ đúng rồi. Không thấy cái hậu môn đây luôn nè, liền lạc luôn nè. Mình coi được cái hơi khó. Ờ à, này dạ. Coi sao em biết không? À, hồi trước em tham khảo á là đực á, mình coi bề ngoài á thì đực cái đầu nó sẽ to, bụng nó thon. À. Còn cái thì cái đầu nó sẽ nhỏ dẹp với mấy này, bụng nó sẽ phình to. Ra. À. Rồi cách thứ hai là phải chọt ống vô. Ờ dùng cái que test. Dạ đúng rồi, que test. Ừ. À, mà hầu như là nó cái vảy ha bạn ha. Đây là con Pluton, con bò sát nhưng mà cái vảy á này đúng nghĩa là vảy luôn, nó y như con cá luôn các bạn. Y như những cái vảy cá luôn nè. Đó. Và những cái vảy cá này nó che luôn cái lỗ hậu môn mà nếu mà nhìn sơ qua là thấy nó liền lạc không hề có luôn mà nó nằm ngay đây nè các bạn. Đó. Tụi này cũng nhiều mập lắm á. Anh thấy có mấy con albino rồi cũng đỉnh cao lắm. Đẹp. Mấy con đen thui nữa. Đen thui nữa. Nó đẹp. Anh làm một bộ sưu tập đen thui đi. Hồi xưa anh làm một bộ sưu tập albino rồi. Xong rồi để từ từ nghiên cứu làm bộ sưu tập đen thui. Dạ. Các dòng đều là melanistic hết. À, full black. Trước làm bộ sưu tập albino vàng. Dễ thương nó. Tụi này hình như tụi này cái tính cách của nó cũng đậm chứ đâu cần thuần gì đâu phải không ta? Dạ đúng rồi. Baby lên á thì em thấy nhiều con nó vẫn sung nha. Ừ. Có những con mà nó kiểu nó há miệng nó táp nó dím mình luôn á. Ừ. Dạ. Từ nhưng, baby thấy chung rồi. Nhưng mà nó cắn đào ta, em bị cắn chưa? Dạ chưa. Mấy bé của em nuôi hiền hết chưa bị cắn bao giờ. À, cái dòng này nó khá là thân thiện các bạn, nó kiểu dạng như nó hơi chậm chậm đồ này nọ. Móng miết rồi nó cũng không mạnh lắm. Nó cũng không có chống cự đồ này nọ lắm, rất là dễ thương ha. Cái này phù hợp cho các bạn nhỏ và phụ nữ đó, anh em newbie cũng dễ chăm. Thì con này nó ăn tạp ha. Con này nó ăn tạp, nó có ăn cả rau và thịt rồi, giống như Khang có giới thiệu là có đơn giản nhất là cứ ba tê chó mèo rồi vô là anh đẩy hết. Sung sướng quá, muốn gì nữa. Có cần ngâm mắm hay gì không em? Dạ cũng được, một tuần 3-4 lần luôn cũng được, không sao. 3-4 lần. Dạ, tụi này nó cũng không kỵ nước lắm. À. Dạ. Hồi trước con thế mới nào kiếm bạn con gì mà kỵ nước ta ở sa mạc á. Con đép hả ta? Đáp. Dạ. Ừ, mấy con đó kỵ nước dữ lắm. Dạ. Đây bữa nào kiếm anh ơi, bữa đây có Năng Phạm Tuệ. Dạ đúng rồi. Bữa nào qua Năng Phạm Tuệ. À. Cũng anh em không? Đúng rồi đó, nhắc mới nhớ bữa nào qua Năng Phạm Tuệ quay mấy con đáp đó hay á. Con đép đó hồi đó em mê lắm. À, anh cũng mê nữa. Dạ. Em nuôi được một bé Zalo. Dạ, em nuôi được khoảng 1 năm á. Dạ, em gả về cho ông anh ở Bình Dương. À. Anh nghe tại anh nghe nói tụi nó phải nuôi kỹ nước, nói chung nuôi trong nhà khô dữ lắm, ẩm quá là bệnh. Dạ. Nên anh chưa có sắp xếp được. Từ từ anh sắp xếp một cái khu mà nuôi chuyên những con trong nhà.
Còn hiện nay anh chủ yếu là outdoor, đâm ra mấy con này là dễ bệnh, mấy con nó dễ bệnh lắm, từ từ sắp xếp. Cái này là dòng normal của nó thôi hả ta? Dạ, dòng thì em không rành nữa. Không rành. Dạ, em không dòng rành một của chỗ này. Nó về hoàng luôn. Cái tỷ lệ body á bạn, đối với con Igu á thì cái phần body của nó bằng 1/3 tổng chiều dài. Nhưng mà riêng cái con gì? Luton này á, lưỡi xanh này á thì cái phần body với cái đuôi hầu như là ngang nhau các bạn ha. Đó. Ngang nhau luôn. Mình ảnh dài. À, này giống bên chó là con chó gì? Chó lạp xưởng á các bạn. Giống chó lạp xưởng á. À. Đó, dài chân ngắn. Rồi. Dạ rồi. Ồ bên này có một bé black and white hả? Dạ, black and white. Bé này thì hơi sung, em không biết là bắt ra được không. Bé này chưa cho ăn. Chưa cho ăn hả? Dạ. Anh coi chừng bé đó, 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 nó giòn rồi, nó giòn. Đây này con. Đây nó ơi. Ơi, nó sung liền á. Nó sung. Bé này phải cho ăn. Đó. Cho ăn xong rồi bắt bé ra. Nó đang đói bụng quá bạn. Thì đối với lại bé bò sát nào cũng vậy, trong lúc nó đói bụng thì nó sẽ háo ăn ha. Nhưng mà chúng ta cho bé nó ăn xong nó no thì nó lại đầm lại. Đó thì thường thường muốn tương tác á thì sẽ cho ăn. Cho ăn cho nó đầm lại nào nào tương tác. Còn giờ mình để vô chắc bài ngón tay. Bài ngón tay á chắc cũng lấy miếng máu rồi này nọ thứ. Anh đang nằm đó anh thấy đặc điểm của đa số cái dòng bò sát á là cái tính lãnh thổ rất là cao. Thì các bạn lưu ý cái chuồng chính là cái lãnh thổ đó. Khi chúng ta tương tác vô lãnh thổ, tức là chúng ta xâm phạm vô cái lãnh thổ nó thì nó sẽ phản ứng như vậy là hết sức bình thường ha. À, có khi đem ra ngoài nó lại bình thường lại, nó đầm lại à, nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc vô cái lãnh địa của nó đó là nó sẽ phản ứng, đây là bản năng của nó. Ok. Bé thì hiện tại em coi, em còn hai bé con nè. Hai bé con này em mới nuôi được tầm 3 tuần nè. Hai bé con snack. À con snack hả? Dạ. Rắn ngô. Dạ siêu siêu luôn. Ôi đẹp quá. Hôm nay Nam Ngô sẽ review rắn ngô nha. Ồ màu đẹp quá ta. Dạ đây. Ôi cái sọc. Em mới gia nhập bộ môn này được 3 tuần. 3 tuần hả? Lần đầu tiên nuôi luôn, mặc dù nuôi lâu lắm rồi mà lần đầu tiên nuôi chăn rắn. À, làm quen tới bò sát thì lâu lắm rồi nhưng mà lần đầu tiên chơi chăn rắn. Dạ đúng rồi. Rất là đẹp. Chơi chăn rắn là phải vô thèm rắn đây. Đẹp quá các bạn. Rồi size nhỏ cái này mình cho ăn cái gì ta? Binky. Dạ Binky á. Bé này ăn được 2 cử rồi. Dạ. Chắc nay mai là bé ăn tiếp. Những cái sọc này nó giống mấy cái hoa văn của cardigan đồ này nọ. Dạ. Thứ ha, đẹp. Mấy bé nhỏ nhỏ này nhìn dễ thương. Em nuôi em thích nuôi từ nhỏ lên. Dạ, em nuôi Igu đồ đó cũng vậy, em toàn nuôi baby lên không mà em không có mua bé nào sẵn hết. Không, anh cũng thích nuôi từ baby lên, nó quấn hơn. Cái con mắt đỏ này phải mắt đỏ ruby eye người ta, mắt nó có mờ không? Hay là cái dòng này mắt đỏ thôi ta? Dòng này hình như Amel rồi mắt đỏ. Em còn một bé trắng đen bên này thì mắt nó đen, nó không có đỏ. Cho anh mượn coi, để hai bé lên tay cho mọi người ngắm. À, cái dòng cơ snack là nó không có độc ha các bạn ha. Cái dòng rắn này nó không có độc. Và nó rất là dễ thương. Nó, kích thước nó nhỏ. À, cũng đang rất là hot ha. Mọi người đang rất là quan tâm muốn tìm hiểu. Wow đẹp quá các bạn. Đẹp quá. À, mấy bé này mắc không ta? À, mấy bé này dao động tầm khoảng 1 triệu ngoài. Trời ơi dễ chơi quá trời. Rất là dễ chơi các bạn ha. 1 triệu hơn chút xíu là quá dễ luôn. À, chăm sóc chăn rắn nó cũng dễ các bạn. Cái hồ nhỏ nhỏ vậy thôi. Bên trong trang trí có một cái hốc đá giống như cái hang vậy đó, để cho nó trốn và để vài cái vỏ cây lót nền đồ vô, không cần đèn đốm gì đâu là ok rồi. À, mấy cái thức ăn đồ này nọ thì các anh em cũng có sinh sản ra mấy cái Binky rồi đông lạnh sẵn hết, nói chung là đầy đủ, tạo điều kiện cho anh em chơi rất là dễ ha. À, mấy anh em bên chăn rắn đồ cũng đang rất là tâm huyết, từ từ đưa mấy bé này để cho mọi người hiểu hơn. Hiểu hơn, khi mình hiểu thì mình sẽ không bớt sợ. Dạ. Mình sẽ bớt sợ. Còn hiện nay á, là sợ, nhưng mà cái sợ đó không đến từ những cái trải nghiệm thực tế, mà cái sợ đó đến từ truyền miệng, lời đồn. Trong ra nghe tới rắn chăn là thấy sợ rồi, nhưng mà đâu phải con nào nó cũng hung dữ đâu. Những con nào nó có nọc độc thì mình cũng nên tìm hiểu nó để mình biết mình né ra. Còn con nào mà không có độc thì chúng ta cứ mạnh dạn tiếp xúc thôi. Như như
em chọn hai bé này, cái hoa văn anh đều thích á, trắng đen và đỏ trắng, rất là sang luôn. Em chọn hai màu khác nhau chứ, tại vì em mới nuôi à, nên là hai bé nó khác nhau hoàn toàn, mình thích hơn. Quá đẹp luôn. Cái này khi mỗi lần mình cho ăn á, mình dùng cái kẹp mình gấp ha? Dạ đúng rồi, em lấy cái nhíp em đưa trước mặt là bé ăn. À, cũng dễ ha. Có một một triệu ngoài một bé thôi các bạn, dễ chơi. Cưng lành chứ, dòng gắn này nó lành ha. À, lành. Dòng gắn này nó lành á. Tụi này là hiền nhất rồi. Nhưng như dòng Miu King nữa thì em tìm hiểu thấy nó hơi sung, nó hơi sung. Dữ, nó hơi cắn sản. Thì em chưa dám chơi qua bên dòng đó. Nói chung anh thì con nào phải hoa văn đẹp và phải hiền. Dạ đúng rồi. Không đọc. Không đọc, đúng rồi, em cũng ưu tiên không đọc. Đọc không là đọc, né hết. Đọc là né ra. Ok, dễ thương quá. À, cho vô đây, chui nghỉ ngơi đi. Em đóng nắp lại. Ok. Ủa những cái hồ kiến này rồi, những cái nắp này là hàng nhập hay là mình lên? Dạ, cái này là xưởng ở Việt Nam làm á. Cái này là bên em bán luôn á. Ờ. Dạ. Ví dụ như một cái hồ nuôi rắn vậy là bao nhiêu tiền? À, một cái tăng này là em đang bán 290 nè. Là 290. Không có phụ kiện với là tăng thôi. Ồ, dạ. Cũng dễ quá bạn, dễ dạ. Chơi. Rẻ, dễ mua. Nét. Cái này mình để kiểu bàn làm việc đồ ăn, chân nó đẹp. Nhỏ nhỏ dễ thương. Này lát ship hàng cho Quang Phước hả? Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng anh em không? Ok đó, ship về cho các pet shop khác nữa ha. Có giao sỉ cho pet shop khác nữa. Đây là những cái tăng này, các bạn có thể nuôi LG cũng được, BD cũng được nè các bạn. Đó, rồi chăn rắn gì có thể vô đây hết. Những cái phụ kiện bên trong như là đầu lâu rồi mấy cái hốc cây. Hốc cây này hốc cây thiệt hay hốc cây bằng dạ, nhựa đó? Nhựa với bột đá mà giả gỗ á. Mà làm kính làm khéo quá ha. Dạ đúng rồi. Làm nhìn như là thiệt luôn á. Đây là những cái background nè các bạn. Đây là những cái background để chúng ta ốp vô cái mặt sau á, cái background của cái chuồng á, nhìn cho nó tự nhiên hơn. Đó, rất là tự nhiên bằng này bằng xốp ha. Xốp mút rất là nhẹ. Có những cái loại bằng vỏ gỗ nữa, những cái loại bên này là bằng vỏ gỗ. Ồ, vỏ gỗ luôn hả? Dạ, gỗ cây thiệt ấy. Bên hãng bán là vỏ gỗ sồi. À. Này vỏ gỗ thiệt các bạn. Thấy vậy chứ dựng cái background vô á, rồi mấy bạn bét đồ này nọ phối thêm mấy cái cành cây lũa, cục đá, một nhóm cây nhỏ nhỏ nhìn nó sẽ rất là sinh động luôn. Nhìn nó như mà ở trong cái khu rừng già vậy á. Đó, đẹp. Nếu mà chuồng thì hiện tại em có cái mẫu, mấy cái mẫu này là tốt nhất bên em, là mấy mẫu này là hàng nhập khẩu luôn. Là nó có một cả một cái thùng hãng rồi bên ngoài đóng nữa, mà chân ra thì em chỉ để cái chuồng thôi, nó sẽ full setup luôn. À trong đây nó full setup luôn hả? Dạ đúng rồi, nó có full đèn, chụp đèn nè, thảm lót chuồng và chén nhiệt ẩm kế. À, là full một bộ của nó. Đây các bạn. Đây là một cái bộ ha, đầu tiên báo giá chứ bộ này thấy để Khang để giá là 2 triệu rưỡi nè. Dạ đúng rồi. 2 triệu rưỡi thì trong đây nó gồm có gì? Nó có cái hang. Dạ không, cái hang thì mấy cái này chỉ là hình nền quảng cáo. Nền thôi, quảng cáo ha. Thì trong này có hai chén nước. Hai chén nước. Dạ, nhiệt ẩm kế. Hai cái chụp đèn. Hai đèn chụp UVA, đèn UVB. Đây, giống trên này nè. Dạ đúng rồi. Với lại cái thảm lót chuồng. Đây là cái thảm lót chuồng. Dạ. Đó. Con có con bị đi không ta? Ok em. Không nhưng mà nó thật sự là nó rất là nét ha các bạn ha. Rất là nét luôn. Này là hàng nhập. Dạ đúng rồi, hàng nhập. Rất là nét luôn. Thật ra nếu mà nhu cầu có thì Việt Nam anh nghĩ chắc làm dư sức. Tại nhu cầu nó chưa có nhiều. Dạ đúng rồi. Chưa làm. Còn hàng nhập thì nó làm, nó cung cấp cho cả thế giới luôn. Từ từ mình lên cũng được thôi. Đây cũng là một cái mẫu chuồng xịn giống như vậy, nhưng mà cái size nó nhỏ hơn các bạn ha. Rất là đẹp. Còn những cái này anh em có thể nuôi nhện, bò cạp. Dạ. Rắn nhỏ cũng được á. À, ừ. Dạ. Đây là những cái bát nhiệt nè các bạn. Miếng sưởi á, lót ở dưới. Đây là những cái nhiệt kế. Đó. Đây là cái đèn kẹp nè. Đó, đèn kẹp gắm đèn để ghim vô. Mấy cái đèn này thì bữa mình có giới thiệu với anh em rồi. Đó, mấy cái đèn solar bữa bên Yulu thì cũng có hướng dẫn cho anh em về cái tia UV là như thế nào, hướng dẫn cách sử dụng, độ cao chuồng là mình đã có rồi.
Thì hôm nay mình thấy là ở bên Khang có những cái loại thực phẩm bổ sung khác dành cho bò sát ngoài VIP ra. Thì mấy cái này em có thể giới thiệu cho mọi người biết mấy cái hãng sản xuất này. Dạ. Thì ở đây em có những cái hãng này là về thức ăn của rồng Úc nè, rùa cạn nè, igu nè. Như là loại này là của du miệt của Mỹ. Thì loại này sẽ chuyên cho dòng rùa nhiệt đới. Rùa nhiệt đới. Dạ, như là tụi núi vàng nè, tụi redfoot nè. Dạ. Thì nó bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng luôn. Là mình chỉ ăn loại này hoặc là kèm thêm vài loại. Hình như cái tụi núi vàng với lại redfoot này là khẩu phần ăn nó có đạm trong đó, đạm động vật ở trong dạ, đó đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi. Có nhiều anh em cho ăn, em thấy có cho ăn dung nữa. Dạ, ăn dung đúng rồi. Đập ốc sên rồi dung rồi cho ăn. Dạ. Còn loại này là Mayuri, cũng của Mỹ đúng không ạ? Loại này thì Mayuri này là cái hãng nổi tiếng của thú cưng luôn á. Nó có cho về bò sát nè, cả động vật có vú rồi, gặm nhấm rồi này kia đúng không? Dạ. Gặm nhấm anh thấy có cả cho cá sấu nữa mà. Dạ đúng rồi. Loại này thì là chất xơ nhiều, chuyên cho ruột cạn. Còn loại này là Timberland của Thái Lan. Thì loại này mới ra được khoảng tầm chắc khoảng 2 năm gần đây. Loại này là về thảo mộc này nọ, tự nhiên nó giúp thải urat của con Sugera tốt. Dạ. Này của Thái Lan hả? Timberland hả? Dạ đúng rồi. Okay. Còn loại này đây là anh em quen thuộc nhất. Loại này là hãng Redcon. Loại này của Mỹ. Thì cái hỗn nguyên của nó là thế này. Loại này là cho ruột cạn, có loại cho igu nữa. Cái máy này là hũ em chiết lẻ cho anh em mua cho tiện. À, có nghĩa là từ cái lớn này rồi mình tự làm ra cái nhãn của cái shop mình đúng không? Dạ, đúng anh rồi. Em mua cái lượng nhỏ hơn. Dạ đúng rồi. Anh em cũng đỡ ngán hơn. Dạ. Còn cái Kama này là gì em? Dạ Kama đó là cho bên rùa nước nha. À rùa nước. Thức ăn kiểu phổ thông nhất của rùa nước là dòng Kama. À. Dạ. Còn cái du mịch này cũng là của rùa nước nhưng mà hãng của Mỹ nè. Này cho chiều... mấy con tay đỏ rồi hả? Dạ dòng nào cũng được luôn. Dòng nào cũng được luôn. Dạ. Cái lượng đạm của nó khá ổn. Ổn. Loại này thì chuyên cho snapping như là tụi Kamen, tụi Ali. Rồi chuyên cho dòng mũi lợn nữa. Mũi lợn. Yeah. Hay dòng này dòng mũi lợn nè các bạn. Chuyên cho dòng mũi lợn. Rất là nhiều loại luôn ha. Dạ. Còn cái này là của... Loại này thì của Đài. Đài này, dạ. Loại này thì nó về rau củ quả chất xơ được. Dạ. Hay. Rất là nhiều loại luôn các bạn. Ở khu dưới này là rất là nhiều cái loại... Lót chuồng. Lót chuồng. Dạ, lót khác nhau. Cái này là gì? Cái này là Aspen, em lót cho hai bé cái con nãy á. À cái này là dành lót cho chăn rắn đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là cái đất ấp hồi nãy em dùng nè. Dạ, nó có rồi. Cái ánh dạ quang nè. Này đất ấp á em. Dạ đúng rồi, đất ấp bên nâu với đất ấp trắng. À cái này là đá chân châu, ta dạ, gọi là đá chân châu. Cũng để ấp anh thì anh ấp cái loại trắng này nè. Dạ. Loại trắng thì nó sẽ giữ nước kém hơn loại nâu. Dạ tùy anh em sử dụng. Anh em quen xài cái này. Dạ. Bên này là gỗ thông lót chuồng. Dạ, nhiều bạn nhiều bạn hỏi là anh ơi em lót chuồng bằng cái gỗ thông mà để trong trồng cây được hay không, thì câu trả lời là không ha. Cái loại mà chuyên lót chuồng á là thứ nhất là cái miếng nó to. Cái miếng nó to thì con bò sát nó hay liếm liếm nó ăn á, nếu mà xài cái miếng nhỏ quá đó thì khi nó ăn nó nuốt vô tắc ruột. Cái thứ hai nữa cái gỗ thông này lót chuồng là người ta có xử lý. Dạ đúng rồi. Có xử lý rồi nó diệt gọi là khuẩn đồ này nọ các thứ. Cái bên đây của các bạn thấy này là củ bắp sấy khô. Đó. Đây là những cái đồ kẹp đèn nè các bạn. Gắn bóng vô đây. Này kẹp lên thành chuồng. Này rất là dễ sử dụng ha. Này cũng rẻ. Dạ, trăm mấy. Rồi. Dạ trăm mấy. Tầm 120. Tầm 120 dễ sử dụng. Ok. Rồi mấy cái đèn sưởi đồ này nọ thì mình đã giới thiệu rồi. Canxi đồ này nọ mình cũng đã có giới thiệu rồi. Thôi mình lướt lướt qua. Nhưng mà mình thấy ở đây có những cái bạn mô hình rùa rất là đẹp, rất là dễ thương, từ lớn tới nhỏ luôn. Đây là một con Galaparot nha các bạn ha. Ồ, Galaparot mà làm con đực luôn nè. Lý do con đực là tại vì cái yếm nó lõm. Đối với rùa cạn con đực thì cái yếm nó sẽ lõm ha các bạn. Nhưng mà sai trưởng thành nó mới xuất hiện điều này. Đó. Em kiếm cái ghế em bưng mấy bé này xuống cho anh quay cho mọi người dạ, coi được. Được không? Thật ra có một số người mê bò sát nhưng mà không có thời gian thì người ta quyết định là người ta chơi mô hình. Chơi mô hình nó vẫn thỏa mãn được cái nét đẹp. Bé này là Leopard. Đây là một bé Leopard rùa giá báo. Này cũng thuộc dạng hai quai ha. Này cũng thuộc dạng bông hai quai. Hai quai là gì? Tức là cái màu trắng nó nhiều. Còn cái con dòng normal thì cái phần màu đen nó nhiều hơn cái phần màu trắng. Thì nhìn nó không có được sáng. Thì bên trong đó nó có những cái dòng Leopard nó có những cái con gọi là đột biến gen. Thì nó sẽ cho cái màu trắng nó nhiều hơn, nhìn nó sáng, nổi bật hơn. Thì người ta gọi là hai quai. Rồi dòng này là tại vì nó là đen với trắng hai quai. Còn cái dòng mà
vàng với đen á, sẽ gọi hai Zalo. Đó, ví dụ như tụi gì quên rồi, tụi rù phóng xạ đó các bạn, Radiated á thì nó gọi là hai Zalo. Đây, đây là một bé Gala Baroth luôn. Bé này là em thích nhất. Đúng rồi, anh nhìn cái nó cũng ngầu quá trời luôn. Này, bỏ xuống này. Nó cũng rất là nặng các bạn, như bé này nó mình nghĩ nó tầm tầm khoảng 2 kg mấy 3 kg á. Đây là một bé Gala Baroth. Thì cái đặc trưng của Gala Baroth là nó đây là con cái dòng rùa cạn lớn nhất thế giới ha. Và cái cổ nó rất là dài. Thì cái mục đích cái cổ dài này là để ăn những cái lá trên những cái cây cao. Đó, rất là ngầu. Rất là ngầu luôn các bạn. Bé con bị bụi quá. Không sao. Ở ngoài thiên nhiên thì nó cũng bùng không à người, nó cũng sình lầy không à. Đó, rất là ngầu luôn. Đây là một bé Sulcata nè các bạn. Đây là bé Sulcata. Đó. Con này là rùa cạn lớn thứ 3 thế giới. Ồ đây đây, một bé rùa phóng xạ mà dòng Super hai Zalo luôn. Nó là đỉnh cao luôn. Con này mà nếu mà là con thiệt, có tiền mua không được. Cái này nó nằm trong bộ sưu tập của những đại gia hết rồi. Dạ. Mình chỉ dám chơi mô hình thôi. Chỉ dám chơi mô hình thôi. Con này thứ nhất nếu mà có ngoài đời thật là cái giá nó cực kỳ khủng khiếp. Tại vì số lượng nó sẽ không có nhiều. Đây là hàng của những gọi là những người xịn sò nhất người ta sưu tầm được ha. Mà cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Đó. Quá ngầu luôn. Này gọi là rùa bóng xạ ha các bạn ha. Tại sao gọi là rùa bóng xạ? Thì nó có những cái tia nó đang bông 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 ra vậy nè. Đó. Rất là ngầu. Thì cái đặc biệt của mỗi dòng rùa nó có cái hay riêng. Thì nói chung là ở Việt Nam mình thì nó cũng hạn chế những cái dòng rùa cạn này. Nó bị một số cái rào cản nhất định về mặt pháp lý rồi này nọ. Cho nên là cái người chơi người ta không có chưa có chơi nhiều những cái dòng này. Cái dòng Sulcata này thì cái mai nó là dạng mai dẹp. Nó thấp đó, nhưng mà nó bè. Nó có gọi là rùa cựa đó, chân nó có cựa. Môi trường sống của nó là ở sa mạc, đồi núi đá đâu các bạn, khô hơn. Còn những bé này nè, những bé leopard này nó xong môi trường nó rừng rậm đồ này nọ, nó độ ẩm nó cao hơn. Mai của nó cao hơn, nó tròn, nó cao. Tương tự Radiated cũng vậy. Mai nó rất là tròn, có những con tròn như trái banh luôn, rất là đẹp luôn. Tròn mà tròn quay luôn á, cầm nên đã lắm. Đó. Thì con này nói chung nếu mà ở Việt Nam á thì cái con này là cái con khó chăm sóc nhất. Tại vì nó Việt Nam mình khí hậu là nóng ẩm. Đó, còn con này nó khí hậu nó nóng khô. Cho nên là nó dễ bị vấn đề về hô hấp nè, bị những cái bệnh ngoài da như là herpes. Đồng thời cái con này á, là cái cách chuyển hóa của nó đào thải ra rất là nhiều urat. Cho nên là rất là dễ bị tình trạng là tắc urat. Đó. Còn bé này khỏi nói rồi, bé này là con gọi là khủng long. Bự như cái khủng long mà cái bộ gen của con Gala Baroth này đó, cái nhà khoa học nói là nó lưu truyền từ thời gọi là cổ đại tới bây giờ luôn á. Đó. Khủng khiếp luôn, nó bự lắm các bạn. Các bạn mình ước mơ có lần nào đó mình sẽ đi qua nước ngoài tới Gala Baroth ha, sờ tận tay những cái con bự vậy. Trời nó quá bự mê. Quá mê luôn. Cái này là em nói là em nhập khẩu về ha? Dạ đúng rồi. Từ Đài Loan. À, mấy bé này là từ Đài vậy đúng không? Từ Đài. Anh thấy làm chi tiết sắc nét quá trời luôn. Dạ. Ví dụ như con này mà rước về chơi mắt không? Mà bé này, một bé mô hình này là tầm khoảng 4 triệu đổ lên đó. 4 triệu? 4 đến 6 triệu. Nhưng bé này là 6 triệu nè. 6 triệu. Còn bé Sulcata tầm 4, bé này cũng tầm 4. À. Dạ. Hay. Những cái bé mà có hoa văn như leopard nè, với lại bé phóng xạ này nè, là người ta làm từng bé khác nhau, là những chi tiết người ta vẽ hết là từng bé khác nhau. Ồ, từng bé là chỉ có một phiên bản duy nhất thôi. Dạ, đúng không rồi. Không có sản xuất hàng loạt hả các bạn, những cái này là vẽ tay hả? Dạ đúng. Chắc rồi, chắc là vẽ tay. Mỗi con mỗi nét luôn. Này là bất tử các bạn, không có cần phải ngâm mắm hay là rùa bất tử. Gì rùa bất tử luôn, nuôi là vô tư luôn ha, khỏi xài đèn. Quá ngầu luôn. Ở trên lầu em còn Sulcata thiệt luôn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi, vậy mình đi lên lầu mình thăm ở trên lầu á, khu vực trên sân thượng ha. Dạ đúng rồi. Là nắng hơn thì trên đó sẽ nuôi những cái bạn mà cần nắng hơn, ví dụ như là Igu cũng có trên đó. Dạ. Và Sulcata nữa. Thôi bây giờ nhờ Khang dẫn lên lầu coi
có cái gì hấp dẫn không nha. Ok các bạn. Đồ con em size 30 chắc cũng cỡ bé này quá. Dạ nhỏ hơn tí á. Nhỏ hơn tí dạ. Anh hai em mới về tí nữa sẽ nói về mèo. Ok. Tuyệt vời. Ghét không? Nằm. Cái mấy cái con mèo mà nó nhõng nhẽo bạn nhìn mặt nó đáng yêu. Ở đây còn một con rùa bóng xạ nữa, nhưng mà cái dòng này nó cái con rùa bóng xạ đó thì cái con bình thường đó là nó giữa đen với vàng, đen nó nhiều hơn vàng. Tuy nhiên là những cái con đặc biệt giống như con kia là Super High Yellow, vàng nhiều hơn đen. Đồng thời cái người chơi sưu tầm á, người ta cũng sưu tầm những cái con mà đen thiệt là đen luôn, càng ít vàng càng tốt. Đó. Cái đó là để em chặn con chó đó. Nó lên nó quậy banh nhà em. Đây, tới rồi. Mẹ em trong này. Đây nè, mấy bé mèo con ở đây luôn nè. Ok, rồi lát đi. Qua Igu trước đi. Dạ, Igu bên này. Igu bên này à, bên này luôn. Phải đi rồi bên này. Mon. Quyền coi cửa một con nha. Sợ Mon nó sợ. Con mấy bé mèo con. Ủa, lát qua rùa đang ăn luôn kìa. Ôi, hay quá. Đây. À, các bạn đang được cho ăn Mazuri hả? Hay là cái này Timberland? Cái này Timberland nè. À, Timberland. Dạ. Timberland hai loại, loại thường với loại có xương rồng tai thỏ. À, có loại có xương rồng tai thỏ là màu xanh lá cây hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ở nhà anh trồng xương rồng tai thỏ cho nó ăn á, nhưng mà ăn dạng bổ sung rồi. Dạ. Nó cũng mê ăn lắm mà nó ăn nhiều là nó bị đi phân lỏng. À. Mấy bé này chắc phải vài tháng rồi em mới cho xương rồng lần, tại ở nhà em không trồng, trồng cứ mưa, ngay mưa này chết hoài. Đúng rồi, nó khô hơn. Đây. Này là ba bé Sulcata. Dạ. Một bé núi vàng. À, dễ thương. Núi vàng em còn một bé nữa chắc nó ngủ chưa ra ăn quá. Chưa ra. À này em nuôi cứ thả lan vậy luôn hả? Dạ em thả lan vậy luôn á. Hay quá. Nó cũng thích nghi rồi đúng không? Quen. Dạ, thích nghi rồi quen. Nó biết mưa gió là trốn. Dạ. Ủa cây này cây gì ngộ ta? Như cái cải xoăn này phải. Cải xoăn hả? Mẹ chồng á. À. Nãy thấy cô cũng rất là yêu động vật ha, nãy chăm mèo, chăm đồ rồi đây trồng cây, trồng lan đồ. Cải xoăn. Ăn được mà phải không ta? Dạ ăn được. Hái lá xuống ăn. Em hái cho tụi rùa ăn luôn. Ồ. Dạ. Rồi rau diếp đồ này kia em trồng rồi cho tụi nó ăn hết. Này cải xoăn mà nó dạng cái thân cao hả bạn ha, để dạ, về mình nghiên cứu mình trồng coi. Thấy cái nó xoăn xoăn rất là đẹp nè. Để về nghiên cứu coi. Có lý à. Đây là những bạn Igu các bạn ha. Bé này là em nuôi được 11 năm. 11 năm? Dạ, bé cai em nuôi được 11 năm. Em nuôi từ baby nhỏ xíu lên, từ lúc em học lớp 8, 9. Lớp 8, 9. Dạ. À, người bạn gắn bó 11 năm rồi đó các bạn. Bé này bói cũng được mấy lần rồi nên nhìn nó hơi te tua. Không mà 11 năm thì nó phải vậy rồi. Dạ. Rất là đầm tĩnh luôn. Ở dưới này bé này gen gì em? Dạ, Rin hết anh. Rin? Dạ, Rin hết. Thôi. Nắng no ở đây cũng tốt mà. Nắng tốt rồi thêm trồng cây xung quanh nữa nên cái độ ẩm nó cũng ok. Dạ. Tốt cho bé đó. Lan. Này em có hai bé Albino đợt lấy bên anh Zulu nè. À. Lấy rồi chăm lên từ nhỏ lên đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây là những bạn Albino nè. À, những bạn này đang bị nấm nè, lát có chai xịt VIP sẽ xịt cho xử lý luôn. Này quá, có đực có cái không? Dạ một đực hai cái. Một đực hai cái ngon, mùa này chăm tốt tốt là làm được luôn. Dạ. Ở bên này có bạn Blue nè. Có bạn Blue cho ăn hoa đậu biếc. À cho ăn hoa đậu biếc á. Dạ. Này là mẹ bỏ vô á. À. Vậy là cô thấy cũng mê quá, cũng dạ. Mê với con này có sợ không? Sợ quá, chỉ cho ăn thôi. Cho ăn thôi chứ không có dám đụng chạm. Đụng chạm thì chỉ dám đụng rùa thôi. À. Không dám đụng con này hết. Ok. Thì nhất là chăn rắn là sợ lắm, bởi vì em đó giờ không có nuôi á. À. Giờ mới nuôi. Nhưng mà mình cũng thuộc dạng hạnh phúc vì có được ủng hộ. Dạ đúng rồi. Không có bị cấm. Quá dễ thương. Hồi trước em bốn bé rùa luôn. Một bé rùa em nuôi 5 năm á. Bé nó mới mất cũng trong năm nay. Em bé đó tại vì em mới đổi qua nhà mới được khoảng 1 năm thôi. À. Bé nó đổi qua đây. Hồi đó là em nuôi bé nó trong nhà hết. Chắc em đổi qua đây do ra ngoài không quen hay sao. Chưa quen. Cứ bệnh từ từ. Bệnh lắc nhắc riết rồi nặng rồi đi. Có những con nó chậm thích nghi. Dạ. Còn mấy bé này thì em đem về đây lúc mới mua luôn. Ừ. Thì nó quen hơn.
Cái con tia ba lăng này mình khi mình cho ăn là mình phải dạ, ngâm nước. Ngâm nước hả? Dạ, xịt ẩm lên hả? À, loại nào cũng ngâm nước hết nha. Tại mấy cái loại thức ăn này nó cứng lắm. Mình ngâm nước thì mềm mới ăn nó dễ hơn. Với lại nó ăn nó sẽ bổ sung cái lượng nước cho cơ thể luôn. Nhưng mà vip của anh thì không cần xịt. Dạ. Nếu anh cho ăn khô luôn xong rồi bé nó sẽ đi uống nước. Dạ. À. Nhưng mà em xịt này nếu ăn hết thì phải mai dạ, phải bỏ. Dạ, à, phải bỏ. Một ngày ăn hết mâm này không? Dạ hết á. Hết luôn ăn hả? Dữ, ăn kinh cũng biết. Ồ. Có nghĩa là chủ pet shop này cũng là dân nuôi pet, dân yêu thương động vật cho nên là mới cho ăn sang cái này nè các bạn. Con mâm này cũng tiền không á, chứ không phải đơn giản đâu. Em ăn thứ ăn hạt không à. Em ăn đa dạng hạt luôn. Đó là chịu đầu tư cho con pet mình nó đẹp, chịu mua tiền. Chứ còn giờ có nhiều người nuôi pet cứ nghĩ là mấy cọng rau là ok rồi. Thì nó sẽ xuống từ từ các bạn ha, không bao giờ đẹp được và xuống sức từ từ. Đó. Nuôi thì phải chịu cái chi phí cho nó ra nè, mới cho ăn mấy bịch xong rồi đổ đây nè. Hai bịch. Gì? Mỗi lần em cho ăn là cả bịch này luôn ha? Dạ không, bịch một bịch gì ăn chắc 3 ngày. Trời ơi. Nhưng mà thay phiên á, thiếu một tuần thì em cho ăn cái này xong rồi Mayuri. Rồi xong Repcon thì một tuần một lần nè. Rồi rau mã đề, lá dâm bụt nữa. Đại gia rồi các bạn ơi, này đại gia rồi, này nuôi nuôi mà nghiện cưng á, cho ăn là đồ ăn dinh dưỡng không à. Đó. Một bịch này bao nhiêu tiền? Một bịch đó hiện tại em bán là 320. 320 ăn 3 ngày, ngày 100 ngàn á. Anh thấy không? Nuôi thì phải vậy, phải chịu đầu tư cho bé nó khỏe mạnh rồi chứ không phải là nuôi đại nuôi đùa đâu. Ok em. Anh chịu rồi đó. Rồi ok thôi mình đi xuống dưới ha. Dạ. Xuống dưới nó dạo vòng. Mon sợ. Không sao. Ở đây có bạn mèo mới vừa đẻ 6 con, 6 bạn nhỏ rất là dễ thương. Một lát nữa mình sẽ cái này là anh của em nuôi. Dạ đúng rồi, hơn nuôi. Nhờ anh của Khang sẽ gọi là chia sẻ ha, sẽ rõ ràng hơn. Ok. Nãy giờ em chia sẻ, giờ xuống dưới rộng rãi mát mẻ đố em biết là anh bắt em làm gì vậy. Thì làm gì vậy? Hít đất. Ủa hít đất hả? Rồi su cà na luôn. Su cà na. Lâu lắm rồi không có tập tầm gì hết. Anh bắt cái tâm hít đất là xong rồi. Ok xuống đây hít đất rồi quay thấy mấy cái background về phụ kiện đồ nè cho nó hấp dẫn nè. Ok. Khương xíu ảnh quay clip mấy mèo mèo nha. Hello em. Chào anh hai em. Rồi. À, chào chú. Hít đất ha anh. Hít đất. Vô. Chương trình gì đây anh? Hả? Em chưa biết chương trình này. Chưa biết chương trình hả? Hôm qua em coi Zulu mà em thấy anh bắt Zulu nó hít đất lè lưỡi vậy. Ok em, cái đó hít đại cho vui. Mấy cái anh? Em muốn hít mấy cái em hít nè. Ơi, truyền lửa đô luôn. Con con tê gu đó nó đòi ra nó hít đất chung. Ôi, trời ơi em hít khỏe vậy mà em kêu em hít không nổi. Lâu lắm rồi em mới hít đó. Tướng pin lắm các bạn, ấm ấm nhưng mà tướng pin. Trời ơi, mình đuối trước rồi. Ok. Ok các bạn, hy vọng là những chia sẻ nãy giờ của hai anh em mình giúp cho mọi người có thể thứ nhất là hiểu thêm về các dòng pet, cái thứ hai là có thể lựa chọn những cái phụ kiện nó phù hợp cho các bé nó ha. Cần tư vấn gì về pet, về phụ kiện thì cứ inbox cho Khang ha. Em có thể giới thiệu cái shop của mình, cái nick Facebook hay là địa chỉ hay là gì đó với mọi người không, để mọi người dạ. Có thể liên hệ với em. Dạ rồi, cảm ơn anh Nam nhiều nha. Dạ rồi, mình là An Khang, chủ shop của AK Reptile Home, địa chỉ ở 569B Hậu Giang, phường 11, quận 6. Có gì thì cứ nhắn với mình. Cảm ơn các bạn. Ok, bye bye, thank you mọi người.